Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo được tỉnh triển khai thực hiện từ đầu tháng 1 năm 2019. Đến nay, giai đoạn 1 đã kết thúc, giai đoạn 2 đang khẩn trương thực hiện. Để hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch của tỉnh đề ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Khoái Châu đã có nhiều hoạt động nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện. Gia đình ông Nguyễn Văn Sáo ở thôn Ngọc Nha Hạ, xã Phùng Hưng là một trong những đối tượng người có công được tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở. Trước đây gia đình ông sống trong căn nhà cũ xuống cấp, trời nắng thì nóng, mưa thì dột ướt. Bản thân ốm yếu, tuổi cao nên để xây dựng một ngôi nhà mới là ngoài khả năng. Được sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã, đến nay vợ chồng ông được sống trong căn nhà kiên cố, khang trang. Trước nhà xuống cấp đến mức độ đòn tay là gãy, nhà mái dột, được chính quyền đoàn thể các cấp xét duyệt thực hiện kế hoạch làm nhà. Gia đình cũng hoàn thành kế hoạch với cái thời gian ấn định, có các chính quyền đoàn thể đến thăm và trao tặng cái số tiền hỗ trợ bằng 80 triệu. Gia đình đã nhận đồ hộ. Nhà mới thì gia đình gọi ở thì ổn định, vui vẻ, phấn khởi và quang thoáng. Số người có công và hộ nghèo ở xã Phùng Hưng được hỗ trợ xây dựng nhà hai giai đoạn là 23 hộ. Tính đến nay, hầu hết các hộ đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà ở. Một số hộ đang trong quá trình hoàn thiện các phần việc như lắp ráp cửa, xây dựng công trình phụ. Để kịp tiến độ xây dựng và nghiệm thu trong tháng 8, cán bộ mặt trận thôn, xã đã sâu sát nắm tình hình, đôn đốc các hộ sớm hoàn thành. Trước nhà tôi là đây đống này là chưa có nhà, có cái bếp thôi ạ. Thì sau này là vừa rồi tôi được thì là tôi dỡ ra xây lại mới hoàn toàn ạ. Ở nhà tôi đã xây dựng đến đây rồi, còn độ 2 ngày nữa là xong ạ. Theo tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo thì cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là công tác tuyên truyền, vận động đấy, gia đình rồi dòng họ rồi là anh em con cháu tập trung để giải quyết những vấn đề vừa tình cảm vừa trách nhiệm. Còn coi như là để làm sao mà có được những ngôi nhà như ngày hôm nay. Gia đình ông Nguyễn Khắc Kiên ở thôn Cốc Phong, xã Trí Tân, nhờ sự hỗ trợ của chương trình khởi công xây dựng nhà từ tháng 6 với tổng diện tích gần 60 m². Ngôi nhà ba gian xuống cấp trước đây giờ đã làm mới kiên cố. Hiện tại ngôi nhà cơ bản hoàn thành, việc lắp đặt cửa đang được thực hiện để nghiệm thu công trình theo đúng kế hoạch. Được kế hoạch của huyện và của tỉnh triển khai thì là xã báo xuống để họp, thì nói chung là sau khi họp xong là về gia đình đã quyết tâm tập trung làm cao là bằng xong, mặc dù thời tiết nóng được thì đúng như theo kế hoạch đã xong. Mặt trận Tổ quốc thì cũng phối hợp với các ngành liên quan là tham mưu giúp ban chỉ đạo huyện phối hợp với ban chỉ đạo các xã thị trấn để đẩy nhanh cái tiến độ, phối hợp giám sát đối với các công trình, tuyên truyền, vận động cũng như là dòng họ, người dân ở khu dân cư góp công, góp của, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành xây nhà đợt 2, đảm bảo đúng cái tiến độ theo quy định của ban chỉ đạo đã xây dựng. Được biết, chương trình xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo tại huyện Khoái Châu giai đoạn 1 hỗ trợ 89 hộ, giai đoạn 2 hỗ trợ 201 hộ. Để việc xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo theo đúng dự kiến vào tháng 8 năm 2020, ngay khi có chủ trương, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các ngành liên quan đã sớm triển khai rà soát đối tượng được hỗ trợ. Cùng với đó, phối hợp với ngành chức năng tổ chức giám sát chặt chẽ việc giải ngân 119 hộ, mỗi hộ 80 triệu đồng. Do đó, các hộ cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở. Nhờ đó, đến nay hàng trăm hộ được sống trong căn nhà mới với niềm vui, phấn khởi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.